Sự suy giảm độ pH đất có tương quan rất chặt với tuổi của vườn hồ tiêu. Khi thời gian độc canh cây hồ tiêu càng dài thì độ pH đất càng giảm. Người nông dân cần áp dụng giải pháp kỹ thuật nào trong canh tác để cải tạo pH, lấy lại độ cân bằng cho đất, giúp cây hồ tiêu phát triển bền vững? Nội dung trên sẽ được chương trình canh tác thông minh kỳ này thông tin đến quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chương trình canh tác thông minh. Thưa quý vị, thưa bà con, đất có pH từ 5,5 cho tới 7 thích hợp cho cây hồ tiêu sinh trưởng. pH thấp sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển và chức năng của bộ rễ tiêu, kìm hãm việc hút các yếu tố dinh dưỡng khác như là kali, canxi, magie, đồng thời ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây hồ tiêu. Theo nghiên cứu, năm 2014 cho thấy sự suy giảm độ pH đất có tương quan rất chặt với tuổi của vườn hồ tiêu. Điều này có nghĩa là khi mà thời gian độc canh cây hồ tiêu càng dài thì độ pH đất càng giảm. Người nông dân cần phải áp dụng giải pháp kỹ thuật nào trong canh tác để cải tạo pH, lấy lại độ cân bằng cho đất, giúp cho cây hồ tiêu phát triển bền vững. Nội dung này sẽ được chúng tôi thông tin đến quý vị và bà con trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Theo các nhà khoa học, pH có liên quan rất chặt chẽ việc hút dinh dưỡng của cây trồng. pH cũng liên quan rất nhiều đến bệnh tật của cây tiêu. Đất càng chua, tức pH thấp thì càng dễ gây bùng nổ bệnh tật nhiều hơn ở cây tiêu. Vì vậy, quản lý pH đất chính là một trong những biện pháp kỹ thuật giúp cho vườn hồ tiêu sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, thực tế hiện nay rất ít nhà vườn quan tâm và chú trọng việc phân tích mẫu đất trồng trước và trong canh tác. Và chính điều này đã gây ra hệ lụy là bón phân mất cân đối so với nhu cầu của cây trồng nói chung, cây hồ tiêu nói riêng. Điều này cũng là nguyên nhân chính khiến tình trạng thoái hóa đất cả về tính chất vật lý, hóa học và sinh học của đất ngày càng trầm trọng, gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng, trong đó có hồ tiêu. Quy trình bón ấy, thì như trước đây là bón là cứ thế mà bón thôi. Thực tế là không biết là trên một gốc là bao nhiêu hay là ra làm sao. Cứ thấy người ta bón thì mình cũng bón, cứ thấy thì bón thôi. Với cây hồ tiêu, để cây sinh trưởng phát triển tốt, ít bệnh tật, đòi hỏi chỉ số pH đất phải đạt ở ngưỡng là 5-7. Tuy nhiên hiện nay đất trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, chỉ số này thường rất thấp, chỉ vào khoảng là 4,1 cho đến 4,2. Điều này đã khiến nhiều vườn hồ tiêu dù đang giai đoạn kinh doanh vẫn không cho hiệu quả năng suất vì cây tiêu sinh trưởng kém, nhiều bệnh tật. Trong những năm canh tác gần đây thì nhìn chung trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thì đặc biệt là vùng Gia Lai thì pH của đất nó rất là thấp. Nó dao động từ 4.0 đến 4.2, mà đây là ngưỡng pH là nó không thích hợp cho cây hồ tiêu sinh trưởng phát triển. Mà nếu càng pH càng xuống dưới khoảng 4 chấm nữa thì cây biểu hiện rất sinh trưởng rất là vàng lá, mà biểu hiện nó sinh trưởng kém, bộ rễ phát triển kém và khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng cũng rất là thấp. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây hồ tiêu, sự suy giảm độ phì đất, tức bị thoái hóa, pH giảm gây chua đất là những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy kiệt vườn hồ tiêu, khiến cây hồ tiêu sinh trưởng và phát triển kém. Muốn phục hồi những vườn tiêu này, cần xem xét và áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó các biện pháp giúp tăng độ phì đất, giảm độ chua cho đất như bón phân hữu cơ sinh học, bón vôi cần đặc biệt quan tâm. Ngoài ra cũng cần tăng cường hệ vi sinh vật có ích bằng cách bổ sung các chế phẩm có chứa nấm Trichoderma spp, vi khuẩn Pseudomonas spp, vi khuẩn Bacillus spp, xạ khuẩn Streptomyces spp. Song song đó cũng cần tăng cường phát triển của bộ rễ của cây như là làm đất tơi xốp, thoáng khí, bón phân hữu cơ cao phân tử, axit humic, axit fulvic. Riêng việc quản lý nấm và tuyến trùng gây hại bằng biện pháp tổng hợp thì lúc nào nhà vườn cũng cần đảm bảo thực hiện. Với cái tình hình như hiện nay thì tôi rút ra một cái kinh nghiệm, một cái bài học là như thế này. Thì đối với người nông dân trước khi canh tác hay làm vườn trồng cây tiêu thì trước tiên mình phải hiểu biết là về cái kỹ thuật, về cái khoa học, mình phải biết được những cái đấy. Cái thứ hai là biết được khi mình trồng cái cây tiêu á, là cái sự sinh trưởng của cây, cái yếu tố mà nó cần để nó phát triển, hình thành những cái cây tiêu mà nó phát triển tốt thì cần những cái yếu tố gì, những cái loại gì để cho nó ăn mà nó phát triển tốt. Thì qua áp dụng cái cách là cái quy trình của bên anh Cường, anh hướng dẫn á, thì tôi thấy nó hiệu quả. Cho nên là như thế này đó, với người nông dân
thì khi mà trồng thì nên học hỏi rồi tìm hiểu kỹ. Cái thứ nhất là về cái cây hồ tiêu nó cần những cái gì. Để cái thứ hai là về cái bao thuốc rồi bao phân, để có những cái hàm lượng, cái thành phần gì trong đấy là cần thiết cho cái từng cái thời kỳ phát triển của cây hồ tiêu. Trước khi đầu mùa khô thì sau khi thu hoạch xong thì hướng dẫn cho bà con là trước khi là mình thu hoạch xong thì mình rè cái gốc lại luôn, xử lý cái gốc trong giai đoạn mùa khô luôn, cắt gốc lại luôn, là cắt gốc xong đó rửa vườn bằng các hoạt chất mà gốc đồng để cho nó rửa sạch các cái nấm bệnh trên sau một năm mình thu hoạch nó nấm bệnh nó còn trên này. Là xong tiếp theo là giai đoạn khoảng tháng 4, tháng 5 đó rồi là giai đoạn mùa là cho tiến hành bỏ vôi kết hợp với bón lăng luôn, là nó cải thiện cái độ pH của vườn mình. Sau đầu mùa mưa thì bón NPK tăng trưởng 19, 12, 6. Và tiếp theo là trong giai đoạn đầu mùa mưa thì có triển khai là phun bổ sung các cái chế phẩm sinh học. Ngoài việc áp dụng bón phân cân đối thì có sử dụng các cái chế phẩm sinh học bổ sung để kiểm soát nấm bệnh trong giai đoạn mùa mưa. Như là chế phẩm phòng trừ sinh học là có các cái chủng sinh vật đối kháng như là Bacillomyces, Trichoderma để nó kiểm soát được mặt số tiến trùng trong đất, để nó hạn chế được bệnh vàng lá chích gây chích chậm trên cây hồ tiêu. Từ thực tế khôi phục thành công vườn hồ tiêu kém phát triển tại xã Chư Pơn, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây hồ tiêu đưa ra quy trình áp dụng phục hồi, cải tạo đất, giảm độ chua như sau. Thứ nhất, biện pháp cải tạo đất, giảm độ chua. Bón 20kg cho mỗi trụ phân chuồng ủ 2 mục với Trichoderma SPP cộng với 1kg vôi bột cho mỗi trụ. Bón khi mưa đã đủ ẩm, bón vải trên mặt. Phun chế phẩm hữu cơ cao phân tử thành phần là axit humic và fulvic 3 lần mỗi năm, phun trong mùa mưa, phun đều xuống mặt đất liều lượng theo khuyến cáo. Trồng lạc dại để che phủ đất, trồng bổ sung cây che bóng, ưu tiên cây ăn quả có giá trị. Quản lý dinh dưỡng, phân bón hóa học được bón theo quy trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cụ thể quy trình áp dụng cho mô hình là vào đầu và cuối mùa mưa, tháng 5 cho đến tháng 6, bón phân hữu cơ, phân chuồng, lượng bón là 5kg cho mỗi trụ bón 2 đợt. Đầu mùa mưa là khoảng từ tháng 6 cho đến tháng 8 thì bón đầu trâu tăng trưởng lượng bón là 0,3kg cho mỗi trụ bón 1 đợt. Cuối mùa mưa, tháng 9 cho đến tháng 10 thì bón phân đầu trâu hồ tiêu kinh doanh, lượng bón là 0,3kg cho mỗi trụ bón 1 đợt. Bón vôi với liều lượng là 500kg cho mỗi hecta trong một năm, trải đều trên mặt theo tán cây, bổ sung thêm phân bón lá 3 đợt cho mỗi năm. Trước kia thì bà con sử dụng phân mà không có nắm rõ cái hợp chất của phân á, là khi bón như phân nhiều mà chứa lưu huỳnh. Hồi xưa là bà con hay bón như loại DAP á, là loại đó nó cũng gây chua rất là nhiều. Ở vùng này họ sử dụng DAP rất là nhiều, mà phân đó là phân cũng là đắt tiền. Nên chính phải mà càng bà con cần phải phân tích đất để mình đánh giá được cái độ phì của mình. Nó bón phân cho nó cân đối hơn, chứ không là bón nó cái này dư thì nó gây lãng phí và gây thất thoát phân bón, mà lại nó không hiệu quả mà làm giảm hiệu quả kinh tế nữa. Trung bình nếu mà lấy một mẫu đất mà muốn phân tích mà để mà mình đề xuất luôn phân bón thì một cái mẫu đó mình đề xuất nhà mình dùng trong 3 năm, sau 3 năm thì tính chất đất nó sẽ thay đổi lại, cái đó là mình sẽ lấy lại một mẫu nữa mình phân tích lại. Là trong quá trình canh tác thì khoảng 3 năm là mình sử dụng một cái mẫu đó là mình đề xuất được một phân bón cho cái lượng của mình luôn. Việc sử dụng cái mẫu phân tích đất mà để mình muốn bón phân cân đối hay gì là mình sử dụng cái đề xuất phân bón này, vì một mẫu mình cứ lấy chi phí rất là 3 năm mình dùng đó là ít, còn chỉ cần 400.000 đồng cho một mẫu thôi. Mình phân tích 5 chỉ tiêu: đạm, lăng, kali, hữu cơ và pH. Các chỉ tiêu này mình có thể sử dụng trong vòng và dựa theo nhu cầu năng suất của vườn cây của mình. Chẳng hạn như vườn cây mình chẳng hạn như là 4 tấn, 5 tấn thì tùy theo nhu cầu thì sẽ có một cái lượng phân bón thích hợp cho vườn của mình tùy theo từng giai đoạn. Và bà con chỉ có một cái phiếu đó là bà con sẽ sử dụng theo cái phiếu đó trong vòng 3 năm trở lại. Là bà con sẽ lấy lại cái mẫu đất để phân tích tiếp. Vì trong quá trình canh tác thì chắc tính chất đất nó trong vòng 3 năm đó mình canh tác nó có thay đổi. Chính vì vậy mà sau 3 năm đó buộc phải lấy lại. Kết quả thực tế cho thấy chỉ sau 15 tháng áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, trong đó có các biện pháp cải tạo đất như trên, thì hàm lượng hữu cơ trong đất tại mô hình hồ tiêu xã Chư Pơn, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được duy trì ở mức giàu, hàm lượng hữu cơ tổng số tăng 1,06% so với trước khi áp dụng. pH đất cũng có sự cải thiện đáng kể, tăng từ 3,82 đến 4,23, gần tiệm cận với ngưỡng thích hợp với cây hồ tiêu.
Theo các nhà khoa học trong canh tác cây trồng nói chung, cây hồ tiêu nói riêng, việc phân tích đất để bón phân hợp lý là một cách làm thông minh, vừa góp phần giúp cây trồng phát triển bền vững vừa rất có hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất ít nông dân quan tâm, vì vậy các nhà khoa học khuyến cáo quá trình trồng, bà con nên đưa đất của mình đi phân tích để có chế độ bón phân đúng, phù hợp. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng, góp phần trong việc đưa ra giải pháp dinh dưỡng hợp lý để phục hồi thành công vườn hồ tiêu sinh trưởng kém. Thưa quý vị, thưa bà con, tại những vùng trồng tiêu trọng điểm của Tây Nguyên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến suy kiệt vườn tiêu, đó là sự suy giảm độ phì đất, đất bị thoái hóa, đất chua không còn thích hợp cho cây hồ tiêu sinh trưởng và phát triển. Trong tình hình giá hồ tiêu rớt giá như hiện nay, tất cả các giải pháp vừa giúp tiết kiệm chi phí sản xuất như tận dụng các loại phân hữu cơ, phân chuồng tự ủ, bón phân hữu cơ sinh học, bón vôi, vừa giúp cải tạo đất, tăng độ phì, giảm độ chua, đều được các nhà khoa học khuyến cáo các nhà vườn thực hiện. Để cải tạo đất và quản lý pH đòi hỏi nhà vườn cần chú ý thường xuyên bổ sung phân hữu cơ vôi cho đất. Đồng thời với phân NPK, cần chọn bón những loại phân bón ít chua với thành phần lưu huỳnh trong phân bón vào khoảng là 6S, 5S hoặc là 8S. Một trong những cái vấn đề mà bà con cần lưu ý hiện nay là mình làm thế nào đó để mình giữ cái độ pH của mình nó chậm chậm chua lại. Bây giờ tôi nói là đất canh tác mà tránh chua là rất là khó, thành ra bà con phải cũng phải làm thế nào đó để mà giữ được cái độ pH phù hợp cho nhiều loài cây trồng phát triển, trong đó có cái hồ tiêu. Bà con biết rồi đó, tức là khi mà pH nó thấp á, thì nó sẽ hạn chế cây trồng hút một số các cái chất dinh dưỡng dễ tiêu khác. Ví dụ như cây tiêu đây này, thì nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng là nếu pH thấp xuống dưới khoảng 3,5 tới 4 chẳng hạn, thì cây sẽ hút đạm nhiều hơn mà nó hút ít kali, hút ít canxi, magie. Như vậy là có một sự hút mất cân đối về dinh dưỡng. Thì như vậy thì cây tiêu nó không thể sinh trưởng khỏe mạnh bình thường được. Như khi mà nó hụt cân đối, cho dù chúng ta có bón vào nhưng mà nó cũng không hụt nếu như pH thấp. Như vậy bà con cứ hiểu như thế này, nếu pH quá thấp thì sẽ có những cái sự xáo trộn về cái cân bằng dinh dưỡng ở trong đất và làm cho cây hút nhiều cái này hơn mà bớt cái kia hơn. Cũng tương tự như vậy đối với một số chất vi lượng. Có như pH thấp như vậy thì nó sẽ phóng thích ra, nó sẽ cố định, nó sẽ có nhiều cái sắt và nhôm dễ tiêu trong đất, nó bị phóng thích ra ngoài đất và nó giữ lại những cái lân mà chúng ta bỏ vào, lân dễ tiêu chúng ta bỏ vào, cây lại không hút được lân. Như vậy độ pH nó liên quan rất là chặt tới cái việc mà hút dinh dưỡng của cây trồng. Do vậy quản lý độ pH cũng là độ chua đất cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cần lưu ý để có thể giữ cho cây sinh trưởng tốt, cho năng suất cao và tuổi thọ của cây được dài hơn để chúng ta khai thác được lâu hơn. Độ pH cũng liên quan rất nhiều tới cái bệnh tật của cây tiêu. Tại vì khi mà độ pH thấp thì thường thường là những cái con mà vi sinh vật mà gây hại cho đất như tuyển trùng này, nấm bệnh này, những cái con nấm bệnh gây hại ấy, nó lại phát triển tốt hơn, nhanh hơn, bùng nổ hơn, càng chua nó càng phụng nổ nhiều hơn. Trong khi đó những cái con mà vi sinh vật mà có lợi cho cây, có lợi cho sức khỏe của cây rồi có lợi cho sức khỏe của đất thì nó lại bị tiêu diệt nhanh hơn, tức là nó không thích thì nó không phát triển được nhiều. Chính vì vậy và người ta thường phát hiện cái việc bùng nổ bệnh tật tại những cái vườn tiêu mà có độ pH rất là thấp. Như vậy thì quản lý độ pH là một trong những cái biện pháp kỹ thuật để mà giúp cho vườn tiêu sinh trưởng và phát triển được tốt. Như vậy thì làm sao quản lý độ pH đó? Thì bà con nông dân mình lưu ý thế này. Những cái vườn nào, những cái đất nào mà hàm lượng hữu cơ cao thì thường thường độ pH cũng không thấp lắm. Tức là chúng ta có thể bón phân chuồng và phân hữu cơ, những cái hợp chất hữu cơ, các phân tử cũng được, như axit humic được vậy, thì có thể giúp vào cái việc mà quản lý cái độ pH. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải bón những cái chất kiềm, và đối với bà con quen thuộc nhất là vôi. Vôi là có cái yếu tố canxi
vôi là có canxi, và canxi là một cái yếu tố kiềm thổ, nó có thể giúp vào cái việc quản lý làm cho đất nó đỡ chua nhanh hơn. Mà ngoài ra thì cái vôi nó còn giúp vào cái việc mà tạo lại cái kết cấu đất đai nếu như đất bị thoái hóa. Vôi có một cái hay là thế này, nếu như đất mà chặt quá thì nó làm cho đất xốp ra, nhưng mà đất mà ít có kết dính quá như đất cát bỏ vôi vào thì nó lại làm cho đất thêm đồ kết dính để mà giữ được những cái phân chúng ta bỏ vào. Như vậy vôi có thể gọi là một cái yếu tố để mà cải tạo đồ chua hay cải tạo kết cấu đất, kể cả đất nặng hay đất nhẹ đều được. Và ngày nay có thêm một cái chất cải tạo đất khác nữa mà bà con hay dùng, tức là dolomit. Thì trong ngoài vôi ra còn có yếu tố magie. Trong dolomit đó là vừa canxi vừa magie, đều tốt để cải tạo đất chua. Và một cái điều nữa bà con lưu ý là khi bón phân cũng phải chọn những loại phân bón ít chua. Có khi những cái loại phân bón mà có lưu huỳnh thường người ta gọi là phân sinh lý chua. Nhưng vì lưu huỳnh vào trong đất thì qua những quá trình phản ứng có thể thành H2SO4 là chua đất nhanh. Nhưng mà lưu huỳnh cũng là một cái yếu tố dinh dưỡng cần cho cây trồng. Cho nên cũng phải bón, nhưng mà chỉ bón đủ để cây sử dụng, không nên bón thừa. Bà con biết rồi, thành ra vì vậy cho nên ngày nay thì trong một số các cái loại phân bón của công ty phân bón Minh Điền, người ta đã giảm cái đồ hàm lượng lưu huỳnh trong phân xuống từ 13S còn xuống là 6S, 5S, 8S, vân vân. Thì đó là những cái cách mà khi người nông dân bón phân hay là quản lý đất để có thể quản lý được cái đồ chua của đất. Thưa quý vị, thưa bà con, những tư vấn của chuyên gia vừa rồi đã khép lại chương trình tuần này. Rất mong quý vị và bà con sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với chương trình. Thư từ và góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc tổng đài 1900 1773. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trái bưởi bị sượng muối sẽ giảm giá trị thương phẩm. Vậy yếu tố nào gây ra hiện tượng sượng muối ở bưởi? Làm thế nào để chăm sóc cây bưởi cho trái đẹp, chất lượng ngon và không bị sượng? Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục canh tác thông minh phát sóng trên VTV9 vào Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019 trong khung giờ quen thuộc 17:15 đến 17:35.